Dạ, xin mến chào tất cả các cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 thì em xin giới thiệu với đến cô chú anh chị em một bộ dàn sới này, đó là ZK185. Đó. ZK185 này là nó xin bìa mấy anh em. Đó, thì cái này nó đấu với cái máy này là EA11. Đấy. Quá khứ luôn anh em ơi. Dàn này nó quá tinh luôn. Quá đẹp. Khỏi bàn cãi nha. Mà nhất cái nắp nữa anh em ơi. Đau đầu luôn rồi. Cái này là em quay sơ lược với anh em xem ha. Thì cái này nó quá đẹp luôn. Quá mới. Rửa đi. Giờ mấy em rửa tắm rửa nó rồi cái là mình sẽ quay chi tiết cho mấy em xem ha. Test nổ luôn rồi chạy thử luôn. Nó là dòng máy này là Kuta EA11, dòng bát kim đó anh em. Đấy. Bát kim. Máy là còn mới tinh luôn. Thì máy vừa qua thì em quay những máy bộ máy đẹp đẹp không anh em ơi. Nói chung là máy này lô hàng này về toàn là xuất sắc không à. Đó, ốc ác đồ đồ đẹp thế à. Mới tinh luôn. Ken sò ben không anh em ha. Mấy này về mấy anh em sử dụng cài sới, kéo một, kéo cổ. Nói chung là các kiểu luôn, như con gà điểu luôn. Đó. Chạy là vô vào bến luôn anh em ơi. Quá đẹp. Chỉ mình biết nói là nó đẹp thôi chứ còn có đường nào mà để bình luận và là chơi để nói về nó vấn đề về cái bộ này nữa anh em. Tay người luôn. Đây hồi nó dở cái nắp lên giữa cái trong nó. Hồi nó dở anh em này thấy nè, cái bô nè nó còn mới luôn, nó còn mới luôn. Quá xuất sắc. Học ác của loan nè. Quá trời quá đất luôn anh em ơi. Cứ gì chịu nói. Thấy nè, cái bô nè. Không lấy mùi nhùi á, mấy thằng ấy á. Đó. Con cái kia kìa. Tấm một bản á. Thì cái dàn này 85, nó cũng là 8 số các anh em. Dàn này là chạy là lên bờ xuống ruộng luôn mà trời ốc ác nó bảy màu luôn nè cha mẹ ơi. Thế này cái sới nè mới vuốt không nữa nè, quá mới đi. Mấy cây nè trời nó mới. Thế mà mấy đồ này mà từ bên Nhật về Việt Nam mình mà mấy anh em biết là nó biết bao nhiêu ngày tháng mà nói. Vậy nó còn mới vậy đó. Quá đẹp mấy anh em ơi. Quá mới luôn. Nãy sụp đây chưa?
Đấy rồi, bạn bắn ngay. Bắn mạnh ra cho nó ra cái đó. Đấy. Rồi mấy anh em ơi, đó xong rồi, quá đẹp trai luôn. Nhất cái nắp nữa rồi mấy anh em ơi. Bây giờ em quay test máy cho anh em xem ha. Cho cái máy cái bộ lửa nè. Má ơi, nói ai tin không? Còn trống phiếu luôn. Rồi. Quá đẹp nha. Rồi bây giờ em quay máy thử cho anh em xem. Quá thứ luôn, không có chê được, còn đếm từ con bù lon là không có bảo đảm là bao, là không có con nào xét luôn. Quay máy đi.
sử dụng là ngon lành hết anh em, ngon lành trên tàu nha. Đó thì tới ve số là lẹ 1, 2 này kia là ok hết. Bây giờ là em sẽ tới cái khâu này em có quay chi tiết mình lại mấy em xem ha. Bây giờ qua đây mình quay cái máy đi. Đó. Trời đang mưa thì máy thì cũng không có gì gọi là cao quý dữ lắm, nhưng mà cái thì máy này á là em bao hàng với anh em luôn, zin toàn bộ nha. Đó, đắt kim đấy, bao bung tháo mở từ con mùa lon luôn. Máy về sau để về nha mấy anh em. Ốc tán bù lon nè, mấy anh em thấy bù lon nào không? Rồi, 7 màu luôn. Máy này thì nói chung thì cũng có xả nhớt rồi anh em ơi, chỉ cho có 1-2 lần thôi chứ không có nhiều đâu. Quá đã. Cái sơn gì đó. Máy móc này nè. Nắp thông nắp chụp nè anh em thấy không? Nếu mà đụng chụp phá vô là nó bể cái sơn liền. Zin hết nha anh em, bao hàng nha. Đó. Đây cũng vậy luôn nha. Đó. Nhìn nội thất thì khỏi suy nghĩ rồi, cái máy này không còn chê được chỗ nào hết. Đó. Mấy anh em nhìn cái dàn xế mà anh nhìn cái cúc đùi nè, mấy anh em biết là nó vàng nó chạy nhiều chết biết nè, đó. Nó còn màu sơn luôn. Cái ghê không? Nói mình tưởng là nó dốc không nó không nè, mấy cái dè này là bỏ cái dè trái đất nè, nó còn 7 màu luôn nè. Ốc lóc này anh em thấy không? Đó. Thứ gì chịu nổi luôn. Quá đẹp. Này là kiếm ốc nào bị xét hơn cũng hơi khó mấy anh em, tại vì nó toàn là 7 màu, nó còn mới trơn nè, nó. Nè nè, anh em thấy không? Đây nè. Mới đều hết trơn luôn, toàn bộ chân zin hết nha anh em. Nhìn là nặng bụng được luôn. Trời ơi nó mới nè. Cha mẹ ơi, thứ gì chịu nổi. Thì cái này thì có cái hai cái dè á, để nó bị thiếu nha, là về nó về công máy, nó về công nó thiếu, thì mấy anh em nào mua thì em sẽ bổ sung chỗ này vô. Cái móc gài nó thôi nè mấy anh em thấy không, cái ngóc móc gài mà để mà che đất đó. Đó, quay khiên nè, nó mới đó, nó mới toàn diện luôn, quá khứ luôn anh em ơi, chê được chỗ nào. Rồi bộ ngân xới này mấy anh em đó, nó thằng có bông không, nó còn nước sơn luôn nè. Đó. Ốc 7 màu hết luôn. Rồi lóc này là trắng trắng tinh luôn nè, cái lóc mà trắng luôn. Rồi ZK1 ZK1 trừ 85 đó. Cố cầm mình vẫn còn thao mạnh đẹp ghê, rùa thỏ này nó còn vui khỏi rùa luôn nữa nè, thấy không? Quá đã. Cốt về kìa. Rồi một lần nữa em xin rất là cảm ơn mấy anh em đã xem video và theo dõi video, thì mấy anh em cũng xem hết video thì mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mình nhận được cái clip mới, những video mới mình để mình xem mấy anh em, để mình coi mình lựa chọn những cái máy nào hay dàn xới nào đó mình yêu thích, thì nói chung hàng ngày nào em cũng đăng lên cho anh em xem đó, xem cho vui cũng được, mà nên mua cũng được, không mua cũng được đó, thì xem cho giải trí vui, mà mình đam mê nghề máy móc mà đó. Thì đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha, thì anh em nào mà có cảm thấy mà có yếu kinh phí á, yếu pin á, thì cứ liên hệ đến em sẽ bán trả góp anh em, chỉ cần không có anh em đến mua thì cũng không cần đem tiền theo, cũng giấy chỉ cần giấy chứng minh nhân dân bằng lái xe. Còn đặc biệt anh em nào mà có gia đình thì cũng nhớ để cung cấp cho em với số chứng minh nhân dân bà xã, mà đặc biệt anh em nào có đừng có nợ xấu nha. Thì nợ xấu thì có nghĩa là sao, có nghĩa là mình vay ngân hàng mà mình trả chậm á, mình là nợ xấu, cho nên là cũng không có vay được nha. Rồi clip đây em cũng xin kết thúc anh em ơi, thì không có gì hơn chúc anh em xem video cũng một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Thân ái chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau, bye bye anh em.